Thực hiện chỉ đạo của các cấp về phòng chống dịch bệnh, ngày 16 tháng 6 năm 2021, 6 dân quân tự vệ xã Đông Hưng B nhận nhiệm vụ lên đường cùng với các lực lượng chức năng chốt chặn phòng chống xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, vùng biển đảo. Với vai trò và trách nhiệm của mình, những người lính sao vuông đã và đang quyết tâm cùng lực lượng chức năng bám chốt, bám địa bàn, chung tay tạo thành lá chắn vững chắc, bảo vệ an toàn tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh.